Giới thiệu với bạn là đây là cái bộ bảo vệ ắc quy. Thì quá trình sử dụng của cái ắc quy của xe đạp thì nó sẽ sinh ra nhiệt. Thì ở đây tôi có hai cảm biến nhiệt. Đây một cảm biến nhiệt này để chúng ta sẽ đưa vào cái phần bình ắc quy này. Thế còn cái cảm biến nhiệt này thì sẽ gắn vào cái dây sạc. Hiện tại giờ đang cắm sạc. Khi cắm sạc ấy, thì là cái rene sạc này, nó hoạt động nó cấp điện vào cái phần sạc. Thì đây đèn đang báo sạc, đây chỗ này là vào ắc quy này. Đó. Còn chỗ này là sạc ắc quy này, vào ắc quy này. Và đèn đang sáng, tức là lúc này là nó đang sạc vào ắc quy. Thế còn rút sạc ra thì không sạc vào ắc quy nữa, và hệ thống sạc này nó sẽ ngắt toàn bộ. Thì cắm sạc vào thì lúc đó ắc quy sẽ được kích hoạt sạc. Khi ắc quy các kích hoạt sạc thì cái phần rene bên dưới này sẽ ngắt cái chế độ cấp điện cho xe. Chỗ này là điện vào xe, chỗ này sẽ không sáng, không có điện. Đó. Thì sẽ có cái đèn báo là không có điện. Thế thì khi mà nhiệt độ nó tăng lên, thì một trong hai cảm biến là nhiệt độ tăng lên trên 50 độ C thì nó sẽ tự động nó sẽ ngắt sạc. Cái đèn này sẽ bị tắt. Và bây giờ tôi sẽ thử cho các bạn xem. Các bạn sử dụng cái máy sấy tóc thì các bạn hò vào cái tiêu cảm biến nhiệt độ này, và nhiệt độ này lúc nó tăng lên này. Đó, nó tăng lên trên 50 độ. Đó, trên 50 độ bắt đầu bạn thấy cái rene nó đã đóng rồi. Đóng rồi thì bắt đầu bạn nhìn thấy là cái đèn này đã tắt và không cho sạc nữa. Đó. Bây giờ nó dưới 50 độ thì nó cho sạc. Đó, trên 50 độ không cho sạc. Bỏ ra này. Nhiệt độ sẽ giảm xuống thì nó lại đóng lại cho sạc. Thế còn nhiệt độ tăng lên thì nó sẽ không cho sạc. Vậy lúc đó nó sẽ bảo vệ cho mình cái nhiệt độ của dòng sạc này. Bảo vệ ắc quy khi mà sinh ra nhiệt. Đó, nhiệt thì nó sẽ sinh ra từ dòng sạc đưa vào.